Liverpool đã khép lại mùa giải với thành tích có thể nói là đáng thất vọng. Họ đánh mất đi tấm vé tham dự Champions League và một chuỗi phong độ thụt lùi so với chính mình cách đây một năm. Nhưng với Liverpool, từ bỏ chưa bao giờ có trong từ điển của họ. Hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trong series Tâm thư của cảm bóng đá. Fabinho không bao giờ đơn độc. Tôi muốn giải thích cảm giác thật sự khi được chơi cho Liverpool. Bạn muốn nghe không? Nhưng tôi phải thú nhận một điều là trong lần đầu tiên mà tôi trải nghiệm một trận cầu ở Premier League, tôi hầu như chưa từng xem bất kỳ trận đấu nào thực tế của đấu trường này. Tôi thề đấy, chúng tôi từng đánh bại West Ham 4-0 tại Anfield vào tháng 8 của mùa 2018-2019. Tôi ngồi trên ghế dự bị và có cảm giác như tôi đã dành cả 90 phút chỉ để quan sát các đồng đội của mình thi đấu. Trước khi đến nước Anh, tôi đã từng xem Premier League trên TV và tôi nghĩ rằng mình biết một chút về bầu không khí đặc biệt ở đó, nhất là Anfield. Khi tôi đến, tôi rất mong được lắng nghe ca khúc huyền thoại You Never Walk Alone trực tiếp từ khán đài. Những người hâm mộ sẽ hát vang nó. Wow, cảm giác thật khó tả và tự hào. Tôi yêu những điều đó. Nhưng phải thành thật với bạn rằng, trải nghiệm được xem một trận đấu trực tiếp lại rất khác biệt so với khi bạn theo dõi nó qua màn hình TV. Sau mỗi một pha bóng, mọi áp lực, mỗi pha phạm lỗi có thể xảy ra, tôi đều quay lại và chú ý khi các cổ động viên đang phát cuồng trên khán đài. Tôi bị mê hoặc với điều đó. Tiếng ồn đó, niềm đam mê đó. Tôi chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ điều gì trong bóng đá giống hệt như vậy. Người hâm mộ luôn là một phần của đội bóng. Họ luôn tiếp theo động lực cho chúng tôi dưới sân. Thứ bóng đá rực lửa mà Liverpool thể hiện sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới cao nhất nếu thiếu vắng đi những cổ động viên này. Họ là những người thúc đẩy chúng tôi trong mọi bước di chuyển, không bao giờ khiến chúng tôi phải dừng lại. Ngay cả trong những thời điểm khi trận đấu có trở nên bế tắc đi chăng nữa, chúng tôi sẽ nghe giống như có ai đó đang đi bên cạnh của bạn mà hét lên: tiến lên, đứng đó làm cái mẹ gì, tiến lên đi. Người hâm mộ là một phần lý do tại sao tôi yêu Liverpool đến như vậy, và chúng tôi tạo nên những bầu không khí đáng kinh ngạc. Thế nhưng đã có lúc tôi chưa bao giờ dám mường tượng rằng mình sẽ đặt chân đến đây. Tôi nghĩ nhiều người thấy lạ khi tôi chưa bao giờ thi đấu chuyên nghiệp ở Brazil và đột nhiên chuyển đến Real Madrid. Giống như tôi đã có một bước tiến lớn, hoặc tôi là một thần đồng bóng đá nào đó. Nhưng mọi chuyện không phải vậy. Tôi không bao giờ mong đợi sự thành công đến quá sớm từ khi mình còn trẻ. Khi tôi khoác áo đội U20 Fluminense, tôi không biết liệu mình có được lên đội 1 hay không nữa. Thành thật mà nói, tôi không tin rằng mình sẽ được đá chuyên nghiệp đâu. Tôi biết tôi có khả năng, nhưng tôi là một người hướng nội, đôi lúc hướng ngoại, và tôi rất thực tế. Tôi nhớ một ngày nọ khi tôi 18, câu lạc bộ mời một nhà tâm lý học đến hỏi tôi rằng: "Này, mục tiêu của cậu khi trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là gì?" Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản lắm: là một cầu thủ giỏi, đảm bảo tài chính cho gia đình của mình. Ông ấy nói với tôi: "Được, để làm điều đó thì có hai con đường. Cậu có nghĩ rằng cậu đạt được điều đó bằng cách trở thành một cầu thủ đạt đẳng cấp cao nhất, hoặc bằng cách khác là đến bất cứ nơi nào có thể lo được cho gia đình của mình không?" Tôi chọn điều thứ hai, và tôi có lý do với điều đó. Đây là thực tế với rất nhiều cầu thủ, đặc biệt là ở Brazil. Bóng đá là công việc, giấc mơ không phải là Champions League đâu, mà bạn chỉ ra sân, đá bóng và kiếm tiền, thế thôi. Đừng hiểu nhầm tôi, tất nhiên là bóng đá cũng là một niềm đam mê chảy trong máu của tôi từ nhỏ. Một ngày nọ, khi tôi sắp nói lời chia tay Fluminense để chuyển đến khoác áo một câu lạc bộ của Bồ Đào Nha, thì bỗng nhiên tôi có được một lời đề nghị. "Xem này, hãy nhìn lời đề nghị này. Tôi biết cậu vừa mới đến đây, nhưng cậu sẽ không muốn từ chối điều này đâu anh bạn. Đó là Real Madrid, họ muốn cậu gia nhập đội B của họ." Sau đó người đàn ông đưa điện thoại cho tôi gọi điện cho mẹ. Bà ấy đã khóc, tôi cũng vậy. Tôi không thể nào tin được. Trong một tháng, tôi đã nghi ngờ về tương lai của mình tại Fluminense, để rồi đứng trước cơ hội ký hợp đồng với Real Madrid. Nó như một giấc mơ. Trong những khoảnh khắc đó, bạn dường như đang cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay của Chúa đang dang rộng về phía mình. Sáng sớm hôm sau, tôi nghe thấy ai đó đến gõ cửa nhà mình. Tôi nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa. Tôi thấy Mourinho đang đứng ngoài đó cùng với người đại diện của tôi. "What? Cái mẹ gì đây? Mourinho! Ông ta đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng của tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó làm ơn tới đây tát tôi một cái cho nó tỉnh đi." Mourinho bước vào và bắt đầu nói với tôi rằng ông ấy rất vui khi tôi đã có mặt ở Real Madrid. Ông ấy cần tôi chơi ở vị trí nào và cho tôi biết tôi có thể tham gia giai đoạn tiền mùa giải với đội 1 trước khi đá cho đội B. Bạn biết không, ở Madrid tôi đá cho đội Castilla, nhưng cũng thường xuyên được tập luyện với đội 1.
đó là một bước tiến lớn. Tôi đến từ một thành phố quê mùa, nghèo khó, và đột nhiên được chơi bóng với những người giỏi nhất thế giới. Xung quanh tôi có Ronaldo, có Di Maria, Higuain, Benzema. Nó không khác gì một giấc mơ. Khi xung quanh toàn là những ngôi sao, trong đầu tôi nghĩ rằng, đủ mà, tất cả bọn họ đều là một cầu thủ ở đẳng cấp quá khác, và tôi phải học, học từ họ mỗi ngày. Ra đi chỉ sau một mùa giải không phải là quyết định dễ dàng đâu. Huấn luyện viên của Castilla nói rằng, nếu tôi ở lại, tôi sẽ có cơ hội tốt để đá cho đội 1 của Monaco. Tôi chắc chắn sẽ được ra sân thường xuyên. Và thế là tôi đến Monaco thật. Chúng tôi đủ điều kiện tham dự Champions League ngay mùa giải đầu tiên mà tôi đến. Cái cảm giác được bước ra khỏi đường hầm cùng với ca khúc huyền thoại của Champions League, oh my god, má ơi, nó nổi da gà. Và tôi biết rằng mình đã lựa chọn đúng. Đến mùa thứ tư ở Monaco, dự án đã phát triển thành Dream Team với Bakayoko, Bernardo Silva, Falcao, Lemar và cả Mbappe. Vào cuối mùa 26-27, sau khi chúng tôi vô địch nước Pháp, một số đội bóng lớn đã đưa lời đề nghị cho chúng tôi. Rất nhiều những người khác đã rời đi, và tôi cũng mong muốn được phát triển tương lai của mình hơn. Nhưng cuối cùng, Monaco muốn giữ tôi ở lại. Và cảm ơn Chúa vì điều đó, bởi trong mùa giải tiếp theo, một đội bóng khác đã liên lạc, Liverpool. Liverpool không phải là câu lạc bộ duy nhất đưa ra lời đề nghị vào mùa hè năm đó. Có một đội bóng khác ở Anh và tôi có thể gia nhập. Nhưng vấn đề là thế này, sau khi tôi nói chuyện trực tiếp với Jurgen Klopp, bạn sẽ không muốn nghe bất kỳ điều gì khác từ một ai khác nữa. Tôi thề. Nó giống như kiểu là sau khi mà nghe Klopp nói chuyện xong á, là bạn phải nói với ổng lại là được rồi, cảm ơn, tôi sẽ đến Liverpool. Đó, cái kiểu như vậy. Khi gặp bên Anfield, tôi có thể cảm nhận được rằng Liverpool đang sẵn sàng cho một điều gì đó thật sự rất đặc biệt. Câu lạc bộ này đã chuẩn bị rất lâu cho thời điểm này, và giờ là lúc gặt hái thành quả. Là một tân binh, bạn được chào đón và đối xử như bao thành viên khác, như một gia đình. Nó mang đến cho bạn cảm giác thân mật, gần gũi, tử tế. Liverpool là một đội bóng lớn. Bạn có thể nhận ra đội bóng này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân ở thành phố cảng vùng Merseyside, và thậm chí còn hơn thế nữa. Ở mọi nơi chúng tôi đến đều có những sân vận động chật kín người, những người chờ đợi chúng tôi và những người hâm mộ đã đi khắp thế giới để xem chúng tôi thi đấu. Khi thi đấu thì Anfield, bạn sẽ thấy nó khác biệt, một sự khác biệt lớn. Ví dụ điển hình nhất là trận bán kết lượt về Champions League năm 2019 với Barcelona. Tôi không nghĩ có bất kỳ ai trên sân ngồi yên ở trận đấu đó. Gia đình của tôi đã nói rằng họ chưa bao giờ trải nghiệm bầu không khí tương tự như vậy trong đời. Cảm giác sau trận lượt đi thật lạ. Vì dù thua 0-3, nhưng chúng tôi cảm thấy mình không hề cô độc. Liverpool đã tạo ra những cơ hội tốt nhưng là không thể ghi bàn. Tôi nhớ Messi không hoạt động quá tích cực trên sân, và rồi đột nhiên anh ấy ghi 2 bàn. Đối với bàn thắng thứ 3 từ quả đá phạt trực tiếp thì đó là lỗi của tôi. Vào thời điểm đó, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã làm đúng vì khoảng cách đến khung thành là quá xa. Trong đầu tôi chỉ nghĩ là Leo không thể ghi bàn từ khoảng cách này. Nhưng bạn biết không, đó là Leo. Thế giới này chỉ có một Leo. Anh ấy đưa quả bóng vào ngay góc trên cùng. Một bàn thắng phi thường. Trong phòng thay đồ sau trận đấu, tất nhiên chúng tôi đã im lặng. Thế nhưng chúng tôi vẫn giữ được sự lạc quan trong lòng. Có thời điểm chỉ còn lại Klopp, Mane và tôi ngồi trong phòng mà thôi. Tất cả chúng tôi nói với nhau rằng, thế mình đá kiểu đéo gì mà thua 0-3. Nhưng rồi Klopp hỏi ngược lại chúng tôi, nhưng mà liệu các cậu có tin là chúng ta thắng trận lượt về và vào chung kết không? Mane và tôi nhìn nhau. Tôi đáp, có thể. Sau đó thì Mane nói, được, chúng ta sẽ làm được. Và Klopp đứng dậy chốc hạ, tốt. Đó là lý do vì sao chỉ còn ba chúng ta ngồi ở đây, bởi vì tôi cũng suy nghĩ giống hai cậu. Sự tự tin về cá độ được củng cố trước trận lượt về. Chúng tôi thậm chí còn quên rằng Salah và Firmino gặp chấn thương. Tất cả đều biết mình cần phải làm gì. Nhưng cách nó xảy ra thật điên rồ đến mức mà tôi không thể nào kể cho bạn nghe. Mà trình diễn của Origi, Wijnaldum khi vào sân từ ghế dự bị và ghi 2 bàn, quả phạt góc của Trent, tất cả là định mệnh. Tôi nhớ sau khi chúng tôi ghi bàn thắng mở tỷ số trong 10 phút đầu, tôi đã thực hiện một pha vào bóng khá rác với Suarez. Trọng tài tặng tôi một chiếc thẻ vàng, nhưng tôi cũng không quan tâm vì adrenaline lúc này bắt đầu xâm lấn bản thân của tôi rồi. Tôi phản ứng với năng lượng từ đám đông và họ đang phản ứng cùng với chúng tôi. Mọi người tạo nên một bầu không khí hừng hực. Không chỉ có các cầu thủ dưới sân, người hâm mộ cũng chiến đấu như chúng tôi vậy. Sau bàn thắng thứ 2,
Barcelona dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Và bàn thắng thứ 3 đến chưa đầy 2 phút sau. Tôi nhìn lên đồng hồ. Ồ, chúng ta làm được nó sớm đến vậy sao? Bây giờ chúng tôi sẽ sẵn sàng bước ra trước và tạo nên những áp lực tấn công. Khi bàn thắng thứ 4 đến, tôi không còn để ý điều gì đang diễn ra xung quanh. Mọi thứ nó đến quá nhanh và chóng vánh. Tôi chỉ nhớ là Divock ăn mừng, rồi mọi chuyện trở nên thật rối bời. Chúng tôi không thể nào tin rằng mình đã giành chiến thắng theo cách đó. Và rồi, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Chúng tôi đã thực sự làm được. Chiếc cúp này rất quan trọng với cả đội. Nhiều người trong số chúng tôi chưa bao giờ chạm tay vào nó. Khi đến đây, Liverpool đã 28 năm không vô địch Premier League, 13 năm không Champions League, 6 năm không một danh hiệu nào. Trở thành một phần của đội bóng để viết lại lịch sử là thứ vô cùng tuyệt vời. Mùa giải vừa qua mang lại cho chúng tôi cảm giác không hề dễ chịu, nhưng các đội đã cùng nhau gặt hái những vinh quang trong những năm gần đây. Tôi rất tự hào khi là một phần của đội bóng này. Giờ đây thì tôi đã là một người ba rồi. Tôi có cho mình một tiểu scooter của riêng mình. Nó tên là Israel. Tôi nóng lòng chờ đến ngày được đưa thằng nhóc đến Anfield để có lần đầu tiên nó được ngắm nhìn khán đài trong sự ngỡ ngàng và rực rỡ giống như tôi ngay đầu tiên đến đây. Tôi rất biết ơn những Liverpoolian. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, họ vẫn ở đó hát vang ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi luôn nghe thấy tiếng của các bạn, nghe thấy sự động viên, những bài hát và sự reo hò cuồng nhiệt trên khán đài. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên vì các bạn luôn ở sau lưng. Hãy cùng chờ đến một ngày gần nhất. Cùng nhau, chúng ta sẽ lại diễu hành trên những con phố với chiếc cúp trên xe và phá tan bầu không khí đang ảm đạm của thành phố ngày lúc này. Liverpool, ngày 30 tháng 5 năm 2023. Ký tên Fabinho.